hầu hết các doanh nghiệp đều mong muốn doanh nghiệp của mình hoạt động một cách automatic, tức là tự động hóa và không phụ thuộc quá nhiều vào chính bản thân mình. Vậy thì giải pháp ở đây là gì? Và vì sao các doanh nghiệp vẫn chưa làm được điều đó các bạn? Xin được chào các bạn. Trong suốt 15 năm làm cái nghề về thiết kế, sáng tạo và tư vấn xây dựng thương hiệu, thì tôi có hỏi rất nhiều khách hàng của mình rằng khi mà thành lập công ty ấy, các anh chị có mong muốn các anh chị sẽ là một người bán hàng trong suốt cuộc đời hay không? Câu hỏi thứ hai á, đó là các anh chị có mong muốn vận mệnh doanh nghiệp của các anh chị phụ thuộc 100% vào các anh chị hay không? Và xin thưa với các bạn là có đến khoảng 99% các câu trả lời đều nói rằng họ không muốn cái điều đó. Tôi không biết các bạn đang xem cái clip này có đồng tình hay không, nhưng tôi xin chắc một điều rằng hầu hết các doanh nghiệp đều mong muốn doanh nghiệp của mình hoạt động một cách automatic, tức là tự động hóa và không phụ thuộc quá nhiều vào chính bản thân mình. Vậy thì giải pháp ở đây là gì? Và vì sao các doanh nghiệp vẫn chưa làm được điều đó các bạn? Vâng, xin thưa với các bạn, giải pháp ở đây chính là hãy xây dựng thương hiệu cho chính doanh nghiệp của mình. Và ngay sau đây, Nam xin được chia sẻ với các bạn hai cái mô hình doanh nghiệp khá là phổ biến tại Việt Nam. Cái mô hình thứ nhất đó là mô hình doanh nghiệp không hoặc chưa xây dựng thương hiệu. Với cái mô hình này thì chủ doanh nghiệp khi thành lập công ty sẽ là người trực tiếp giao dịch với khách hàng và đối tác. Thông qua tất cả những cái giao dịch này, các cái hoạt động này, các cái công việc và những cái quyết định liên quan đến mua bán hàng hóa. Và sau một cái thời gian phát triển thì khách hàng sẽ nhận diện công ty thông qua hình ảnh của ai ạ? Thông qua hình ảnh của người chủ doanh nghiệp. Và thậm chí họ còn không nhớ tên công ty các bạn. Họ chỉ nhớ tên của người chủ doanh nghiệp thôi. Và họ tin có mỗi người chủ doanh nghiệp thôi. Điều này khá thuận lợi về cái mặt truyền thông thông tin và quyết định liên quan đến cái mua bán hàng hóa. Nhưng cái điều này nó cũng sẽ để lại một cái hệ quả vô cùng là to lớn. Đó là gì các bạn biết không ạ? Đó là đội ngũ nhân viên kinh doanh của chúng ta, của doanh nghiệp chúng ta hoàn toàn bị vô hiệu hóa các bạn. Khách hàng chỉ muốn làm việc với chủ doanh nghiệp, khách hàng chỉ tin chủ doanh nghiệp và chỉ muốn làm việc với chủ doanh nghiệp. Thậm chí rất nhiều nhân viên khi gọi điện alo cho khách hàng nói rằng là anh chị hãy nói anh A, anh B gọi điện cho tôi. Có nghĩa là khách hàng chỉ tin tưởng có người chủ doanh nghiệp thôi. Và cái mô hình này nó sẽ lý giải cho cái câu hỏi rằng vì sao các chủ doanh nghiệp sẽ là cái người bán hàng trọn đời và vận mệnh của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc 100% vào chính chủ doanh nghiệp đó, phụ thuộc vào sức khỏe này, phụ thuộc vào cái sự hiện diện của người chủ doanh nghiệp đó tại doanh nghiệp. Mô hình thứ hai đó là mô hình doanh nghiệp định hướng xây dựng thương hiệu. Và với cái mô hình này thì chủ doanh nghiệp sẽ ẩn mình phía sau thương hiệu của doanh nghiệp. Và lúc này công ty sẽ tập trung vào cái việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cũng như rằng là xây dựng cái hình ảnh nhận diện thật là chuyên nghiệp và nhất quán với khách hàng, cũng như đào tạo cho đội ngũ nhân viên có đầy đủ năng lực để trở thành những cái đại sứ của thương hiệu. Và sau một cái thời gian phát triển thì khách hàng sẽ nhận diện doanh nghiệp thông qua thương hiệu, thông qua logo, thông qua màu sắc, thông qua cái hình ảnh truyền thông để khách hàng quyết định và lựa chọn và tin tưởng để sử dụng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đó. Và với cái mô hình này thì đội ngũ nhân viên chúng ta mới phát huy được cái hiệu quả và phát huy được cái vai trò. Bởi lúc này khách hàng đã đặt trọn niềm tin vào thương hiệu, họ tin vào chất lượng của thương hiệu. Và lúc này đội ngũ nhân viên tư vấn, nhân viên kinh doanh đóng vai trò chỉ là người tư vấn cho khách hàng lựa chọn những cái giải pháp cho phù hợp nhất với cái nhu cầu của họ. Cũng như lúc này doanh nghiệp sẽ hoạt động một cách là tự động hóa và không quá phụ thuộc vào cái hình ảnh đại diện của người chủ doanh nghiệp. Đây là hai cái mô hình doanh nghiệp khá phổ biến tại Việt Nam. Có thể các doanh nghiệp chúng ta chưa có ngân sách, hoặc các doanh nghiệp của chúng ta chưa biết phải làm như thế nào, hay thậm chí chưa biết bắt đầu từ đâu trong cái việc xây dựng thương hiệu. Nhưng các bạn phải biết rằng trong khoảng 10 đến 15 năm trở lại đây, đó là thương hiệu nó là một trong những yếu tố để tạo nên những cái lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất trên thị trường. Và chính những cái điều này mà những cái tập đoàn cũng như những cái doanh nghiệp lớn tại Việt Nam có cái năng lực về tài chính cũng như năng lực về marketing, họ đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Và hôm nay thông qua hai cái mô hình này
Hy vọng rằng các anh chị, các bạn và các chủ doanh nghiệp sẽ có cái câu trả lời cho chính doanh nghiệp của mình. Tôi, Nguyễn Văn Nam, giám đốc sáng tạo Bixa Brand, xin được chào các bạn.